Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo này của mình. Hôm nay ở clip này mình sẽ làm về một clip độc quả lạ đó. Các bạn nhìn thấy gì không? Đây là dưa leo bay đó, rất là dài luôn, bằng một gang tay của mình. Nó bị cong cong này, đây là mình đo theo chiều cong rồi, nó không phải đến 30 cm các bạn ạ. Đó, ok. Còn đây mình đã chuẩn bị sẵn muối. Wow, các bạn nhìn thấy không? Muối rất là nhiều ớt luôn, rất là cay đó. Mình sẽ ăn theo kiểu bá đạo như này đó, tức là ăn dưa leo bay, các bạn thấy không? Dưa leo bay đó, giờ mình sẽ bắt đầu ăn nè. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì đừng quên nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha, đặc biệt nhấn vào share để chia sẻ để mình có nhiều người xem, mình có động lực làm những clip hay hơn cho các bạn xem. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức món dưa leo bay nhá. Dưa leo bay như này. Ok, mình mời các bạn ăn dưa leo bay nhá. Dưa leo bay đang bay, các bạn thấy không? Đang bay này. Đó, bay trên này. Đó, giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đây mình sẽ bỏ cuốn đít này đi. Ok. Đó rồi. Đó, đó, đây là chấm nha. Mắc nhiều ớt luôn. Wow. Wow. Ăn kiểu này mới gọi là bá đạo con ạ. Tức là quả này nhá. Ăn dưới này của nó rất mát luôn. Mình chơi đỏ vỏ luôn cho giòn các bạn ạ. Chấm luôn. Chấm ăn cả hai này. Các bạn thấy bá đạo chưa? Mình đã thử không dùng tay ra như nào nhé. Không dùng tay à? Ăn mấy cái đồ bay này khi mà dùng không dùng tay thật sự rất là khó luôn, bởi vì chúng nó đang bay này, có hiểu không? Giờ mình lại phải giữ nó lại, không phải bay mãi rồi. Thực sự rất độc và lạ luôn. Các bạn mà còn ý tưởng nào về bay biết những thứ là để comment cho mình để mình làm theo nha. Ok. Thực ra hai con dưa chuột này rất là to luôn. Đang bay. Mình sẽ chỉ ăn đến chỗ này thôi, bởi vì bên trên mình chọc nó và chỗ này chắc là rất là đắng, bởi vì đây là cái cùi của nó. Đấy. Mình sẽ không dùng tay nhé. Ngọt nó hết cả cỏ luôn. Thực sự khi mà ăn hai trái dưa leo bay này vào rất là lo luôn các bạn ạ. Mình ăn hết con lửa rồi mà cảm giác rất là lo rồi. Các bạn mà thấy clip của mình đọc vào lại đừng quên nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình sẽ làm các món ăn về bay tiếp theo. Ok. Thật sự rất là khó ăn luôn, vì chúng đang lươn lủng, đang bị treo các bạn ạ. Sự ăn cái này rất là nhiều ớt các bạn ạ. Nhiều ớt mà ăn xong tê mồm và rất là cay luôn, nóng bừng bừng trong người. Bởi vì sao nóng mà mình vẫn có thể mặc được áo này, bởi vì dạo này ở Hà Nội đang đổi gió các bạn, đang rất là lạnh luôn. Mình ngủ dậy buổi sáng hoặc là buổi đêm nó rất là lạnh luôn. Mình nên mình mà vẫn phải mặc cái áo này, các bạn biết rồi đấy. Các bạn mà ở Hà Nội thì phải biết là trời Hà Nội nó kiểu quái băm như nào. Ok. Buổi trưa thì nắng rất là to luôn. buổi tối thì lại lạnh, thời tiết xuân hạ thu đông không biết thế nào. Mình sẽ đứng dậy, ok. Mình thưởng thức nốt hai trái dưa leo bay này, ok. Mình phải nguyện cổ cho nó có hết cổ rồi. Mình ăn đến cuống cuống này, cảm giác đang rất là cứng dần đấy. Bởi vì nó không còn ruột nữa, nó rất là cứng, phải đấy không? Như các bạn đã xem clip của mình từ đầu đến giờ, các bạn đã thấy mình ăn rất là bá đạo rồi đúng không? Cảm nhận của mình khi mà ăn dưa leo bay này thì nó là một cái cảm giác rất là khác thường, các bạn thấy không? Khác với mình cầm trái dưa chuột mà mình chấm này, nó khác hẳn nhau, ok? Các bạn hãy thử làm đi, ăn rất là khác luôn, gọi là cảm nhận cái vị các thứ nó khác người hoàn toàn, ok? Đó. Ok, vậy mình vừa review cho các bạn xem xong rồi. Các bạn mà thấy clip của mình hay đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đặc biệt có những ý tưởng gì thì comment ở bên dưới để mình làm theo, ok. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Rất là bá đạo, ok. Bye bye các bạn. Bye.